ăn này. Còn bánh anh mì. Đi đưa bánh mì cho anh nhá. Mang ra đưa cho anh Jimmy. Để xế. Jimmy. Chăm sóc anh kinh làng. Đưa cho anh Jimmy nào. Yêu anh nhất đài này luôn. Anh cầm bánh mì ăn đi. Ừ. Đưa bánh mì cho anh này. Ừ. Đúng chưa? Giỏi xế. Hoan hô cho anh đi giỏi quá. Hoan hô giỏi lắm. Rồi, giỏi hoan hô đấy, tự tự khen, tự khen là tốt. Cái con lại lấy mang tiếp cho anh. Ừ. Ừ. Lại mang bánh mì cho anh ăn tiếp này. Giỏi chưa? Anh Jimmy. Chăm sóc anh kinh dữ nhỉ. Anh bận quá nên là chắc Ly phải mang bánh mì cho anh ăn đi này. Được chưa? Tiếp. Rồi. Anh Jimmy chưa cảm ơn em nhé. Chưa cảm ơn đâu em nhé.